Quay gọi là dù là có ba mà cho mình thừa mà liệu sẽ là thân cư khởi đèn đời sao còn y dư như cái cho đời y dư như không cho đời y dư như người cho đời sao cứ giờ của con ra lưu đẹp đầu răng mới sâu lòng pha mà y có học sinh thờ lầu của bà thang bà chồng không có tay hồi cha thì y có khởi ai tôi chia chia bà sợ bài cổ bao chỗ là cho mà y lại lưu bên chuyện rừng cháu huy cầu là tha tầm là hình kiểu tôi mấy giờ vẫn nhau tha cháu huy cầu mình sang xin tha trổ đau xảo hờ biên ra sửa đâu khăn trên tư kỳ tờ đảo yên cháu huy cầu chế đó tư kỳ hình chồng vẫn bú trụ liều xa yên nề cháu huy cầu tờ điện như cho đến hở lì tôi chào thắng chưa bà sang hà sang ăn lại hà quên chào hơi cổ quên chào mơ khu tên nợ chào mơ sơn khi chào hơi cổ sơ của hắn sơ mê yêu vấn nhớ sư giảng vợ chào thắng chưa ăn quên tha nị bia khu của yêu bàn phạ chào thắng chưa bà thả tin hở lì qua lời yêu hơi ở khách tha他将夹着，他夹着一颗珍珠把上来，小螃蟹把珍珠举起来，夹着夹着，小螃蟹把珍珠举起来，对小灰狗说：“这颗珍珠送给你。”小灰狗站在大树下，双手紧紧地握住珍珠，它在等太阳下山。突然，小灰狗听到有人在弹息，是谁在弹息呢？原来是一个小女孩的帽子被风吹走了，挂在树上。树枝上，小女孩看不见卷下来的帽子，她摸来摸去，突然摸不到帽子，又叹了一口气。小灰狗赶快爬上树去。把帽子拿下来交给小女孩，小女孩向小黑狗道歉。小女孩说：“我的眼睛从小就瞎了，看不见东西。以前我有一只花狗，它带我走路。”后来这只花狗生病了，离开了我。现在我自己走路十分辛苦。小灰狗说：“我妈妈也是一只花狗，不过她生病死了。不如我带你走路好吗？”小女孩同意了，她要带小灰狗回家。小灰狗。很高兴，因为他找到主人了。于是小灰狗带小女孩走路，这时太阳快要下山了，天空出现了一道彩虹。小灰狗说：“彩虹好美呀。”小女孩说：“可惜我是一个盲人，什么都看不见。”小灰狗听了，想起小螃蟹送给它的珍珠。小灰狗听了，想起小螃蟹。小灰狗叫小女孩等一等，它握住珍珠，许了一个愿望。愿望，小女孩的眼
希望小女孩的眼睛能看得见。哎，对的呢，一会儿小女孩大叫起来，我看得见了，我看得见东西了，彩虹多么美丽啊，这个世界多么变美丽啊。小灰狗低下头对小女孩说，现在你看得见了，可以自己走回家，你不需要我了，再见。没想到小女孩说，小灰狗，你愿意跟我回家吗？小灰狗感到很凉喜惊喜，小灰狗感到很惊喜，它问小女孩，你不觉得我很丑肉吗？小女孩笑着说，不，你是世界上最漂亮的小狗。